Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Dân đây. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào một chiều thứ bảy thân quen rồi. Đấy, nhanh thật, lại thứ bảy rồi. Và đương nhiên rồi, cứ thứ bảy hàng tuần là chúng ta lại có mini game tặng ạc nhá. Mini game ngày hôm nay thì vẫn như mọi tuần thôi. Bây giờ thì là mình đang đi kiếm ạc mua đây. Ngoài ra thì bạn nào mà không biết mini game của mình như nào ấy thì cứ thứ bảy hàng tuần mình sẽ đi mua một con ạc. Sau đó thì ở cuối video mình sẽ đưa ra một câu hỏi. Xong rồi bạn nào mà có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất thì mình sẽ tặng con ạc này. Đấy, easy như vậy thôi, cực kỳ đơn giản. Hôm nay thì mình sẽ chọn con ạc nào được nhờ. Đây đi. Mình vừa thấy bóng dáng một con ạc mà vừa có MP40 mãng xà mà vừa có XM8 rồi. À nhầm, Ska cá mập đen. Lợn. Đây, hai skin huyền thoại trong một luôn. Hai cái cây súng mà đang mạnh nhất thời điểm hiện tại này. Đấy, ngoài ra nó có UMP kìa, AK các thứ nữa. Nhưng mà hai cây này là đủ cân hết server rồi. Nào xem đồ khác nào. Cũng khá là êm đấy. Ui skin xe cũng nhiều. Đá cũng vẫn còn nhiều. Ok tuyệt vời. Chốt con ạc này nha anh em. Đây. Và hôm nay thì mình sẽ tặng anh em một cái mã giảm giá. Và mã giảm giá lần này nó cực kỳ đặc biệt. Đó chính là mã giảm giá lần này nó sẽ giảm tới tận 70% nhá. Nhưng mà anh em lưu ý là cái mã giảm giá này ấy, thì mình chỉ cho 5 người nhập nhanh nhất được thôi. Nếu như mà bạn nào mà đang nhắm vào ạc nào ở trong thuốc của mình thì dùng cái mã này lẻ lẹ đi nhá. Tại vì là chỉ có 5 người nhanh nhất được thôi. Ngoài ra thì để đề phòng kích vào những cái shop kiểu như là giả mạo ấy thì mọi người xuống phần comment hoặc phần mô tả ấn vào cái link nhá. Link thì mình để dưới phần mô tả với lại phần comment hết rồi đấy. Còn câu hỏi mini game thì sẽ có ở cuối clip nha. Mình đang đi solo squad đây, nhưng mà ngặt nỗi là ok à, đang tính qua đây kiếm người cái là thấy người luôn. Thơm thế nhỉ. Đây rồi, đây rồi. Ê, giật hết ca mình. Cứ tưởng là lựu đạn cơ. Hên thế không biết. Vẫn còn người à. À, một cô nàng nhân vật nữ. Chờ. Không chờ Rono là bạn xong với mình rồi đấy. À thì ra là bạn ấy chạy đi cứu à. Rồi cứu đi. Cho cứu đấy. Ui vẫn còn một người nữa anh em ơi. Mình cứ nghĩ là team này hai người nhưng không phải, team này ba người lận. Chim cút chim cút chim cút. Chạy đã. 36 kế chuồn là thượng sách. Phải chạy trước đã xong rồi mới phản công được. Chứ bây giờ mà lao đầu vào ba người là kiểu gì đi kiểu không toang. Ai có con xe. Rồi xong. Sao con xe mà bị bắn hư nhanh vậy ta? Rồi, tạm thời cứ chạy ra đây đã. Để coi các bạn. Ê, công tới này. Công tới này. Công tới này. Kha kha kha. Mình chạy là mình lừa các bạn đấy. Đừng có nghĩ là ở đây vào mà húp. Đây, hai bé xong nhá. Không biết là thanh niên kia có công qua đây hay không. Hình như là team này mấy nữ hay sao nhở? Thấy toàn chơi cho mình nữ không à? Ẩu quá ẩu. Ui đồ này. Đúng là lút đồ xanh cũng khác. Đồ ngon thế. Mình xin nhá. Thanh niên kia chắc là chạy mất tiêu luôn rồi. Không thấy công qua đây. Yếu. Chạy bo đi bạn ơi. Sắp tới nó bo nó sẽ xa lắm đấy. Không biết là bạn ý một mình hay là đi thêm một team. Ây, có người dẫm mình nữa kìa. Vậy là bên dưới có hai người. Mình sẽ cam bo. Cam bo để còn kiếm kill chứ. Đó, chạy kìa. Một bạn nhà gỗ, một bạn trong nhà ba gian. Vẫn đang di chuyển thôi, vẫn chưa chạy bo đây rồi. Cơ hội của mình đi rồi. Ơ kìa. Sao lại dính cái mép tột là sao ta. Ui, bên này vẫn còn người nữa này. Như vậy là bên dưới có tận 3 người lận. Không phải hai người mà tận 3 người. Không sao. Mình đang chiếm được cái nơi đẹp nhất và cao nhất. Trâu với chúng tôi này. Trâu với chúng tôi này. Trâu thì bắn lâu cũng chết thôi anh em ạ. Vẫn còn hai người nữa. À, yếu ấy. Thật bông keo ra rồi mình bị lỗi kìa. Ui. Trên thung lũng cũng có người nữa. Có lẽ là mình cần phải vào bo thôi. Bỏ thôi anh em ơi. Bo này xa lắm. Không nên ở đây làm gì. Trước này có người nữa này.
Đó, sửa đầy giáp lên đã. Vẫn đang bắn nhau rất là nhiệt tình. WAZ 4 đi anh em ạ. Keo nhiều đấy bạn ơi. Vẫn còn cơ à? Ngon nhất bạn rồi. Mình làm gì còn nhiều đạn đâu. Phải tiết kiệm rồi. Nếu như mà mình gắng thì mình vẫn bào được bom keo và tiêu diệt bạn đi đấy. Nhưng mà nếu như thế thì mình sẽ hết hỏa lực mất. Nên là mình sẽ chọn phương án là rút lui. Lui về bo và có gì thì cam các bạn ấy sau. Còn có bảy mấy viên đạn nè. Với cái cây SK 3 chip này thì mấy sấy mà nó hết đâu. Hai thanh niên bên dưới không thèm chạy bò, có dí mình. Trên này có một người nữa này. Càng đét anh em ơi. Không biết là thanh niên trên này thấy mình hay chưa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng chạy cái mép đồi này nhá. Phía sau, phía dưới cũng có người. Dí mình này. Dí mình này. Khà khà khà, chừa nhá. Bò còn xa thế nhờ. Ui bên kia có người bắn nhau kìa. Mình xin cái đầu nha. Nói thơm liền. Thêm 2 kill liền. Còn 41 viên đạn thôi. Không biết là mình sẽ sống sót thế nào trong những cái vòng bo trong đây. Bên kia vẫn còn người đang bắn qua. Đó là căng. 21 người nữa. Trận này bo có vẻ đông người thế nhờ. Thôi mình bên dưới chạy được rồi. Ấy trước mặt này. Trời. Mình sẽ tìm cách áp sát. Ui, bò sang tận kho quân sự kìa. Càng thế nhờ, lại cái bò quen quen này. Xong tí nữa nó lại ra cái mép đường bao quanh cái kho quân sự. Toàn thực sự ạ. Mình có nên qua bò trước không? Quanh đây tiếng súng đang nổ ra khắp nơi. Xem nào. Mình sẽ qua mình chiếm cái cắp treo này đi. Có gì ai chạy tới thì mình còn kiếm kill. Mình đang rất cần đạn súng trường. Có ai không ta? Đây rồi, có người. Có người anh em ơi. Từ từ bình tĩnh, không có lộ vị trí. Để xem bạn ấy có chạy ra đây không nào. Không chạy ra đây à? Ui. Tiếc cái hộ công thế. Rồi, gục. Chị Đại à? Nãy thì gặp anh ca, giờ gặp chị Đại. Nhưng mà cảm ơn chị Đại nhiều nhá. Đúng lúc mình đang cần đạn súng trường. Như kiểu được hồi sinh vậy. Rồi, đủ đạn dược rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào bò nhá. Ui. Ê. Cũng là súng của mình thì tao mình ra mình. Hên thế. Chìm cút. Ôi là trời. Tí đi toàn. Hên thật đấy anh em ơi. Không hiểu sao cái bạn kia mình đú cắp treo thẳng một đường thế mà bạn ấy bắn toàn trượt được. Hay thật. 9 người. 9 người hay 10 người thì nó không quá quan trọng đâu. Bởi vì nó có cái máy cứu ngay ở kia. Kiểu gì thì kiểu mình cũng sẽ gặp một team 4 người ở cuối. Team bên dưới này. Chạy kìa. Chạy đi đâu. Bom keo không ném ra cứ xả quần ở đó. Rồi còn 5 người. 4 người. Lên luôn anh em ơi. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình đấy. Không nên để các bạn ấy chiếm cái máy cứu này. Không đấy rồi. Một bé xong. Các bạn ấy nhìn quen đấy nhỉ. Ôi ôi lại chị Đại kìa. Vừa được cứu xong. Một bé nữa thôi. Một bé cuối cùng nữa thôi. Chỉ cần mình chiếm được cái máy cứu thì sẽ không ai vào đây được. Để xem thanh niên cuối cùng tính sao. Ban nãy vừa mới tiêu diệt xong. Bây giờ lại có full đồ rồi. Dã man. Nào xem nào. Ở đâu bạn ơi? À đây, ok. Bên này. Ý. Mình biết bạn ở đâu rồi nhá bạn ơi. Rồi dính. Dính nữa không? Này thì nấp này.
này thì nấp này mình có Moco mà nấp làm gì cho nó mệt. Ok, xong. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc nhá. Và mini game tuần này sẽ là kill đầu tiên mình giết ở trong trận này là bằng súng gì? Anh em hãy comment đáp án xuống bên dưới cộng với lại UID âm số của mình. Bạn nào mà có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất thì mình sẽ tặng cho cái ạc mà mình đã mua ở đầu video. Ngoài ra thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên 3 bạn trong những câu trả lời chính xác còn lại để tặng cho 200k âm số của mình nhá. Vào video thứ hai tuần tới thì mình sẽ tổng kết và mình trao quà nhá. Cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Bye bye.